Trong lễ hội tốc độ Goodwood 2023 diễn ra cách đây không lâu, hãng Hyundai đã chính thức ra mắt phiên bản hiệu suất cao N của mẫu ô tô điện Ioniq 5. Đến nay, Hyundai Ioniq 5 N 2024 đã bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc. Trong lần xuất hiện này, chiếc Hyundai Ioniq 5 N 2024 sở hữu màu sơn xám nhám Ecotronic Grey Matte, không quá nổi bật nhưng vẫn khá ấn tượng. Trong khi đó, chiếc xe được dùng trong sự kiện ra mắt được sơn màu xanh nhám Performance Blue Matte, đặc trưng của thương hiệu N. Ngoài hai màu sơn kể trên, mẫu ô tô điện hiệu suất cao này còn có 8 tùy chọn màu sắc khác, bao gồm xanh Performance Blue, đen Abyss Black Pearl, xám Cyber Grey Metallic, xám Ecotronic Grey, trắng nhám Atlas White Matte, trắng Atlas White, vàng kim nhám Gravity Gold Matte và cam sâu Chanic Orange Pearl. So với phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai Ioniq 5 N 2024 đương nhiên mang trên mình ngoại hình ấn tượng hơn. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với hốc gió trung tâm nổi bật và khe gió ở hai bên nhằm tăng hiệu suất làm mát. Tiếp theo đó là nẹp vắt ngang đầu xe với những khe nằm dọc mới và logo N cạnh đèn pha. Chưa hết, mẫu ô tô điện Hàn Quốc còn có ốp màu đen trên sườn xe, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba hình tam giác theo phong cách xe đua, bộ khuếch tán gió hầm hố hơn và đèn phản quang với tạo hình bàn cờ vua. Bên cạnh đó là hàng loạt điểm nhấn màu cam Luminous Orange trên cánh lướt gió trước trên bên sườn và bộ khuếch tán gió phía sau. Điểm nhấn tiếp theo của Hyundai Ioniq 5 N 2024 là hốc bánh mở rộng nhằm chứa bộ vành hợp kim nhôm với đường kính 21 inch và lốp Pirelli P0 275/35. Nằm sau vành la răng trước là phanh đĩa với đường kính 400mm, đi kèm cùng phanh 4 piston. Phía sau là phanh đĩa 360mm với cùng phanh 1 piston. Hốc bánh mới khiến xe rộng hơn 50mm so với bản thường, đạt 1940mm. Trong khi đó, bộ khuếch tán gió sau làm chiều dài của xe tăng 80mm lên 4715mm. Riêng chiều cao của xe lại giảm 20mm xuống còn 1585mm. Chiều dài cơ sở của xe vẫn giữ nguyên ở mức 3000mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Ioniq 5 N 2024 cũng được cải tiến theo hướng thể thao hơn. Vô lăng của xe có thiết kế mới với logo N đồng thời tích hợp những nút bấm để chọn chế độ lái cũng như kích hoạt tính năng N Green Boot. Trên vô lăng còn có hai nút bấm với logo N, cũng như lẫy chuyển số để dùng tính năng xăng số NEC và chế độ vận hành một bàn đạp N-Pedal. Ngoài vô lăng, Hyundai Ioniq 5 N 2024 còn có cụm điều khiển trung tâm dành riêng cho xe với nửa dưới rộng hơn và đi kèm đệm đầu gối. Trong khi đó, ghế của xe sở hữu thiết kế như ghế xe đua và nằm thấp hơn 20mm so với bản thường. Trong xe cũng có những chi tiết với họa tiết bàn cờ như ốp bậc cửa và bàn đạp ốp kim loại. Không chỉ thay đổi thiết kế, Hyundai Ioniq 5 N 2024 còn mạnh mẽ hơn bản thường nhờ hai motor điện có công suất tổng cộng 600 mã lực và mô men xoắn cực đại 740 Nm. So với bản cao cấp nhất của Hyundai Ioniq 5 thông thường, mẫu ô tô điện này mạnh hơn 298 mã lực và 135 Nm. Khi người lái kích hoạt tính năng N Green Boost, xe sẽ tạm thời tăng sức mạnh lên 641 mã lực và 770 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,4 giây và đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD và hệ thống NEC giả lập hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp cũng được trang bị cho xe. Thêm vào đó là cụm pin lithium-ion 84 kWh mới, với thời gian tăng dung lượng pin từ 10 đến 80% bằng bộ sạc nhanh 180 kW chỉ 18 phút. Hiện quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin của xe chưa được công bố. Để giả lập tiếng po của động cơ đốt trong, hãng Hyundai trang bị công nghệ N-Active Sound cho xe. Hệ thống này sử dụng 10 loa của xe, 8 trong, 2 ngoài để tạo ra 3 chế độ âm thanh khác nhau, bao gồm Ignition, Evolution và Supersonic. Trong đó, Ignition giả lập âm thanh động cơ xăng tăng áp 2.0 của thương hiệu N. Supersonic lại cung cấp âm thanh như động cơ máy bay chiến đấu với âm lượng thay đổi khi ôm cua. Hiện giá bán của Hyundai Ioniq 5 N 2024 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có giá không rẻ, lên đến 77 triệu won khoảng 1,43 tỷ đồng. Trong năm nay, mẫu ô tô điện Hyundai Ioniq 5 dự kiến cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo một số nguồn tin, Hyundai Ioniq 5 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra với hai phiên bản với giá bán chưa đến 1,5 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Hyundai Ioniq 5 sẽ là đối thủ của VinFast VF8.